Hưng Phú Vlog xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình cùng với lại bà chị mời mình đi ăn sushi to ở một quán ở khu vực ở quận 2 An Phú mọi người. Thì đây là một quán cũng khá nổi tiếng, bà chị mình cũng ăn khá là nhiều lần rồi, khá là thấy ok, với đó là dẫn mình theo qua ăn và sẵn là mình sẽ quay cho mọi người xem luôn ha. Thì đây là cái không gian của quán này, nó bố trí giống như là cái không gian của không gian ăn của người Nhật vậy đó. Cái hình ảnh nè, cái không gian thì khá là mát mẻ ở trong cái lạnh. Bàn ghế thì cái kiểu ngồi ăn uống thì mọi người cũng biết đó, thì giống như là cái phong cách của người Nhật. Đây là hai chai giống như dạng xì dầu á, mình pha loãng với lại hồi đông mùa tạt á, mình ăn sushi thì nó có hai loại, một cái là cay, một cái là bình thường. Ở đây là cái gừng gừng với lại mù tạt, mà mù lạc đây ăn rất ngon nha, không có bị quá nồng nhưng rất là thơm, ngon lắm. Mọi người nên đến thử một lần sushi ở quán này. Mình thấy cái món ăn đó tuy là giá của nó cũng cơ bản phù hợp, còn là quán nhà hàng mà giá cũng không có cao lắm thôi. Một số món thì mình thấy là giá cũng tầm khoảng mấy chục đến 100 mấy thôi đó, mọi người thấy cái tầm giá đó. Một số món là khoảng 300 mấy là một món lớn, còn một số món nhỏ hơn thì đó mấy ngàn thôi. Mấy ngàn tôm chiên bột này, rồi sushi cá hồi này, rồi tôm sốt phô mai 29.000 nè, giá khá là rẻ. Nó tùy theo món nhưng mà nó dao động từ khoảng mười mấy ngàn có nè, 19.000, thậm chí là 19.000 như của băm kami 19.000 trong cuồng á mọi người, mười mấy ngàn có tới khoảng mấy chục ngàn đến vài trăm ngàn, tùy theo món thôi, tùy theo thành phần của nó nữa. Ở đây thì mình thấy cái món đa dạng lắm, rất là nhiều món luôn, nhưng mà vị vừa ăn. Thực phẩm thì sản phẩm cá tươi, cá rất tươi luôn. Sushi thì cá không tươi là không được, rất là tươi ngon. Rồi đặc biệt là cái mù tạt cực ngon nha, mình đã cho mọi người đến thử, cực ngon. Mình thì cũng nhiều lúc cũng ngại ăn mù tạt lắm, nhưng mà với quán này thì ăn ok lắm. Mọi người thấy đó, giá cũng khá là bình dân chứ không có phải quá mắc. Vậy đó, cuối tuần á mọi người có thể ghé đây để mọi người thưởng thức thử. Đa dạng nhiều lắm. Mình lật sơ cho mọi người thấy một vài trang á, thì mình thấy cái udon nó cũng ok nè, và cái ramen nó cũng khá là, giá nó cũng khá là ok. Phần seto nước thì giá cũng ok lắm, cũng mười mấy 20 ha. Bia thì 19 nè, 20 nè, giá cũng khá là ok. Nước ngọt thì 15 thôi đó. Mọi người thấy là cái giá đây cũng khá là bình dân. Rồi hai chị em thì kêu cái soda đây thì người ta có soda sẵn chai á, với lại người ta đem cái lọ nước đường theo, lọ nước đường ra luôn, tức là vừa cái soda vừa nước đường mình tự pha, mình tự cho pha chanh luôn, thì mình uống như thế nào đó, ngọt hay là vừa như thế nào đó mình tự pha. Mọi người thấy cá hồi chưa, sushi cá hồi chưa, tuyệt vời. Đây là cá trích. Thì mù tạt thì mình thấy là mọi người ăn đậm nên ăn đậm được thì nó mới đúng cái vị sushi. Không sao, cái sushi này, cái mù tạt này ăn nhiều cũng không sao đâu nha. Mình ăn thử cho mọi người xem á. Nói chung là thật ra mình cũng lần đầu trải nghiệm quán này, chị mình thì nhiều, nhưng mà mình lần đầu trải nghiệm quán này mình thấy là khá là ok đó. Những cái món ăn ở đây á thì mình phải nói là cực ngon, vì bằng sushi thì rất là ok.
mình đang cho thêm mộ tạng vào, đang lấy mình đang dầm mộ tạng với lại xì dầu. Rồi bắt đầu bây giờ là chuẩn bị là thưởng thức thôi ha. Cho ít rong nho với lại rau mầm, miếng gừng ha, mình cho nó thơm. Rồi bắt đầu mọi người cuộn lại, chấm với lại nước tương hồ tàn, thật sự rất ngon. Chuẩn bị định lạnh mà thịt cá hồi rất là tươi á, cộng với mù tạt nó khá là ngon nữa, thì ăn đúng chất của vị sushi. Đây là cơm cuộn, bên ngoài có trứng, bên trong thì tôm. Ở đây là bên trong ngoài thì nó là sốt cá hồi, kia cũng là cơm cuộn, bên ngoài là sốt cá hồi, có một sốt ở ngoài các thịt cá hồi với lại có một lớp sốt và một sốt ở đây là cái ở ngoài có trứng đó mọi người, ngoài có trứng thêm nữa. Con hào này thì mọi người đoán có giá bao nhiêu? Hào này 45k đấy, nhưng mà ăn rất là ngon nha, nó khác hào bên ngoài. Giá trích đó, có một lớp trứng ngoài, ăn cái mình cắn vô á, cái nghe cái trứng nó bể ra ngoài trong họng á, có vào họng nó ngọt thanh á, khá là ngon lắm, thật ngon. Mình chấm nhất vẫn là món sushi cá hồi nha. Tất nhiên là món này thì cũng ok, cũng ngon lắm, nhưng mà mình thích nhất là món sushi cá hồi cực ngon. Rồi mọi người, mời mọi người nhé. Ở tôm chiên bột kết hợp với lại cơm cuộn ăn cũng khá là ngon, mắc lắm mọi người. Cái món trứng này, cái món cơm cuộn trứng trứng bên ngoài như thế này cũng khá là ok, cũng khá là ngon. Nhưng mà nói đi nói lại thì vẫn là cá hồi sushi là vẫn ok nhất đúng không ạ? Mọi người có ăn rồi thì mọi người biết ha, nhưng mà thực đặc biệt là ở quán này thì mình đánh giá cao về mùi tàn, rất ngon. Cá thì khỏi nói rồi, hầu như sushi quán nào cũng khá là tươi. Cá trích này á, cá trích này món này cũng khá là ok, ngon lắm. Đó, cho một miếng xíu gừng vào cho nó áp bụng nha, nó cay cay và kết hợp với vị mù tạt nữa. Rồi con hào này mọi người vắt chanh vào, đây là bọn mình đang sửa cam lại để mình quay cái món hào cho mọi người. Đây hào rồi, ở đây mình đã cho mù tạt với lại chanh được vào rồi ha. Bắt đầu thưởng thức thôi. Đó, mù tạt thì mình cho trực tiếp vào, trực tiếp như thế luôn, để cho nó ăn, nó ăn có đậm cái vị của mù tạt. Ui, phê. Nhưng mà ngon, nhưng mà ok lắm. Thì cái không gian quán ở dưới đây á, mình lúc nãy mình ăn ở tầng tầng 1 ở trên, ở đây là không gian ở phía dưới, ngay cái chỗ gần Mega Market á, mình đi chạy lại xíu là tới Sushi Store thôi, ở khu vực 50 Song Hành An Phú Thủ Đức. Thì mọi người có đi ngang đây mọi người ghé thử ha, mình thấy khá là ok. Rồi chào mọi người nha, xin chào và hẹn gặp lại những lúc sau.